Với sự vào cuộc tích cực và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng chức năng, nên tình hình giao thông phục vụ lễ khai mạc năm du lịch quốc gia, lễ hội Hoa Lư năm 2021 được đảm bảo, không để xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông. Ngay từ chiều qua, các lực lượng chức năng với nòng cốt là cảnh sát giao thông đã thực hiện ứng trực ở những điểm ra vào trọng yếu của nơi tổ chức lễ khai mạc như đường Tràng An, ngã ba Bà Lốc, cổng đá phía Bắc, ngã ba Gành Thác để thực hiện phân làn, hướng dẫn người dân tham gia giao thông. Phòng giao thông cũng đã chủ động khảo sát, xây dựng cái phương án, phân công bố trí lực lượng trên tất cả các cái tuyến đường, các cái chốt điểm giao thông quan trọng, các cái đường tập trung vào khu vực xung quanh cái điểm diễn ra lễ khai mạc. Trong đó lực lượng giao thông bố trí phân luồng trên tất cả các chốt và hướng dẫn cho các cái đoàn đại biểu, nhân dân và du khách đến dự lễ khai mạc cũng như là dự cái lễ hội được thông suốt, thuận lợi và an toàn. Trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc, lực lượng chức năng đã tiến hành phân loại các tuyến đường đi theo các biển tên xe như xe VIP, xe ban tổ chức, xe báo chí, xe đại biểu, phương tiện đi lại của người dân và thực hiện phân luồng từ xa, nên dù lượng khách đổ về khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư rất đông, nhưng tình hình giao thông vẫn được đảm bảo. Tôi thấy năm nay là tổ chức rất quy mô, lực lượng an ninh rồi là phân luồng rất chú đáo, không ách tắc gì cả, lưu thông rất tốt. Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông phục vụ các hoạt động của lễ hội Hoa Lư và năm du lịch quốc gia 2021.